Tân Thủ tướng Nhật Bản lần đầu chất vấn tại Quốc hội. Hãng dược phẩm Merck xin cấp phép sử dụng thuốc điều trị COVID-19 tại Mỹ. Trung Quốc kiên trì với chiến lược không COVID-19. Thưa quý vị, Nga vừa thông báo đã dỡ bỏ trừng phạt đối với một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ sau khi Washington đã có động thái tương tự với một công dân Nga. Quyết định trên nhằm mở đường cho chuyến thăm của nhà ngoại giao này tới Moscow để thảo luận về quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga khẳng định chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tới Nga có thể diễn ra sau khi Moscow đưa bà ra khỏi danh sách đen trừng phạt trên cơ sở đối đẳng do Washington đã có động thái tương tự. Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo bà Nuland, người dự kiến có mặt tại Moscow từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 10, để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về quan hệ chính trị giữa hai nước, khu vực và toàn cầu. Hôm nay, Tân Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã có buổi chất vấn đầu tiên tại Quốc hội kể từ khi nhậm chức. Đây cũng là cơ hội để phe đối lập có thể chất vấn về lời hứa và các kế hoạch của Tân Thủ tướng. Trong bối cảnh cuộc tổng tuyển cử dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 3 tuần tới, trọng tâm cuộc chất vấn tại Quốc hội sẽ là việc đối phó với dịch COVID-19 đang hoành hành, cũng như tái thiết nền kinh tế Nhật Bản sau đại dịch. Đảng đối lập chính tại Nhật Bản tin vào việc mở rộng xét nghiệm và từng tuyên bố nước này cần dỡ bỏ các phương án phong tỏa mềm. Về phần mình, Tân Thủ tướng Kishida nhấn mạnh chính quyền mới sẽ soạn thảo một gói kích thích tăng trưởng có trị giá hàng chục nghìn tỷ yên để hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch. Ông Kishida cũng cam kết thực hiện chủ nghĩa tư bản mới nhằm thu hẹp khoảng cách giàu nghèo, từ đó lèo lái nền kinh tế thoát khỏi tình trạng suy thoái. Ngoài ra, phe đối lập cũng có thể chất vấn Tân Thủ tướng về cương lĩnh của đảng cầm quyền như vấn đề ngân sách quốc phòng, chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Trong bài phát biểu nhân dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên ngày 10 tháng 10 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã nhấn mạnh cần phải nâng cao sinh kế của người dân. Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên đang phải đối mặt với những khó khăn kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, nhà lãnh đạo Kim Jong Un nêu rõ đất nước đang đối mặt với nhiệm vụ to lớn như việc điều chỉnh và phát triển nền kinh tế nhà nước, và cách duy nhất để thúc đẩy nhiệm vụ quan trọng này là toàn đảng phải đoàn kết. Đảng Lao động Triều Tiên quyết tâm thúc đẩy hiệu quả kế hoạch kinh tế quốc gia 5 năm được đề ra tại Đại hội Đảng hồi tháng 1 vừa qua, và các quan chức phải giải quyết vấn đề lương thực và nhà ở cho người dân. Nhà lãnh đạo Triều Tiên nhấn mạnh, Đảng Lao động Triều Tiên xác định sự độc lập của quần chúng nhân dân là bản chất của công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, đồng thời kêu gọi các quan chức phục vụ nhân dân. Hơn 120.000 người đã được sơ tán, hàng chục mỏ than đã phải đóng cửa, hàng trăm hecta hoa màu bị phá hủy sau khi mưa lớn bất thường gây lũ lụt tại tỉnh Sơn Tây, miền Bắc Trung Quốc cuối tuần qua. Cho đến nay thì đã có hơn 1,75 triệu cư dân bị ảnh hưởng do lũ lụt ở Sơn Tây, khi lượng mưa trút xuống tỉnh này chỉ trong 5 ngày tuần trước đã cao gấp 3 lần lượng mưa trung bình ghi nhận vào tháng 10 hàng năm. Ngoài ra thì lũ lụt còn phá hủy khoảng 190.000 hecta cây trồng và gây hư hại khoảng 17.000 căn nhà. Trước tình hình này, chính quyền sở tại đã yêu cầu các mỏ than kích hoạt các kế hoạch ứng phó khẩn cấp trong mọi trường hợp. Ít nhất 60 mỏ than tại tỉnh này đã phải tạm ngừng hoạt động do lũ lụt, cho dù nước này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng cung ứng điện. Malaysia vừa chính thức dỡ bỏ các hạn chế đi lại giữa các tiểu bang cũng như quốc tế đối với công dân nước này đã được tiêm chủng đầy đủ vaccine ngừa COVID-19. Quyết định được đưa ra trong hoàn cảnh 90% dân số trưởng thành tại quốc gia này đã được tiêm 2 mũi vaccine. Từ ngày 11 tháng 10, người dân Malaysia hiện có thể đi du lịch trong nước và nước ngoài, nhưng vẫn cần phải xét nghiệm và tuân thủ kiểm dịch khi trở về. Tuy nhiên, những công dân Malaysia trở về từ nước ngoài vẫn phải cách ly bắt buộc 14 ngày. Trường hợp đã hoàn thành tiêm chủng sẽ được cách ly tại nhà. Giới chức Malaysia cho biết lệnh cấm đi lại được dỡ bỏ vì gần 90% người trưởng thành đã tiêm chủng đầy đủ. Tuy nhiên, chính phủ Malaysia vẫn đang đánh giá tình hình để quyết định liệu có an toàn để mở cửa biên giới cho người nước ngoài hay không. Giới chức Malaysia kỳ vọng với độ phủ vaccine tương đối rộng, quốc gia này có thể tự tin từng bước nới lỏng các hạn chế trước đây và chuyển sang giai đoạn coi COVID-19 như một căn bệnh đặc hữu. Hãng dược phẩm Merck của Mỹ vừa thông báo đã xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc chữa bệnh COVID-19 thể vừa và nhẹ do công ty phát triển tại nước này. Thuốc điều trị COVID-19 Monopiravir
nếu được giới chức Mỹ cấp phép thì sẽ là loại thuốc uống chữa COVID-19 đầu tiên. Các dữ liệu mới công bố hồi tuần trước cho thấy thuốc Monopiravir mang lại hiệu quả ngăn chặn 50% nguy cơ tử vong hoặc nhập viện ở nhóm có nguy cơ bệnh nặng cao nhất nếu mắc COVID-19. Đầu năm nay, hãng Merck thông báo đã ký các thỏa thuận chuyển giao tự nguyện không độc quyền thuốc này với 5 nhà sản xuất Ấn Độ nhằm tăng cường nguồn cung cho hơn 100 quốc gia thu nhập thấp và trung bình. Các công ty sẽ cùng hợp tác, tài trợ, giám sát và theo dõi thử nghiệm lâm sàng tại Ấn Độ. Thưa quý vị, Zero Covid hay còn gọi là không Covid, tức là đưa số ca nhiễm về không và trở thành khu vực không có virus lây lan, là chiến lược mà đa số các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương lựa chọn kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, thì với việc liên tục xuất hiện các biến thể mới có khả năng lây nhiễm cao như là Delta, cùng với đó là hiệu quả của vaccine ngừa COVID-19 và tỷ lệ tiêm chủng tăng cao, nhiều quốc gia đã chuyển từ không Covid sang sống chung an toàn với Covid. Điều này làm dấy lên câu hỏi, liệu Trung Quốc có thể theo đuổi chiến lược này bao lâu khi tiếp tục đóng cửa biên giới, áp lệnh phong tỏa bất cứ lúc nào, trong khi các hoạt động kinh tế xã hội bị gián đoạn? Một năm vừa rồi là quãng thời gian đầy thử thách đối với chị Li Hongxia, 48 tuổi, làm việc tại cửa hàng bán đồ gốm sứ trên con phố sầm uất của thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc. Công việc kinh doanh của chị bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi COVID-19. Doanh thu của cửa hàng đã bị giảm tới 80% vì các lệnh hạn chế đi lại nên người dân phải ở trong nhà. Tôi rất lo lắng vì rất nhiều cửa hàng dọc con phố này vẫn đang trong tình trạng đóng cửa từ khi dịch bệnh bắt đầu. Họ không thể tiếp tục trả chi phí thuê cửa hàng, trong khi nguồn thu thì không có, buộc phải đóng cửa. Chiến lược không COVID với trọng tâm diệt trừ tận gốc, không để tồn tại ca mắc nào, đang đặt hàng triệu người dân Trung Quốc nằm trong diện phong tỏa hoặc hạn chế đi lại. Nếu tình trạng này tiếp diễn, sẽ gây ra các hệ lụy kinh tế lớn, nhất là trong các lĩnh vực như du lịch, dịch vụ, tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc hiện vẫn ở chế độ chờ và xem, chưa thể hiện dấu hiệu nào cho thấy Bắc Kinh sẽ thay đổi chiến lược không COVID của mình. Chúng tôi chưa sẵn sàng coi COVID-19 là một căn bệnh đặc hữu, bởi hiện tại nó vẫn là dịch bệnh, nó vẫn có tỷ lệ tử vong rất cao và tâm lý của người dân cũng chưa sẵn sàng. Việc vẫn còn gần 20% dân số chưa tiêm chủng cũng có thể là một phần nguyên nhân khiến Bắc Kinh lưỡng lự từ bỏ chiến lược không COVID. Tuy nhiên, tình hình của Trung Quốc hiện nay không chỉ đơn thuần là về vấn đề y tế. Lý do Trung Quốc vẫn chưa từ bỏ chiến lược không COVID là bởi lo ngại dịch bệnh bùng phát càng tăng lên khi Thế vận hội mùa đông sắp diễn ra ở Bắc Kinh vào tháng 2 năm sau. Mặt khác, năm sau còn diễn ra Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, một sự kiện quan trọng khiến Bắc Kinh không thể lơ là cảnh giác trước đại dịch. Bắc Kinh đã nhận được ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng đối với chính sách cứng rắn nhằm kiềm chế đại dịch mà họ theo đuổi. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định, nếu tiếp tục chính sách đóng cửa biên giới nghiêm ngặt mà không có những động lực mới về tiêm chủng, Trung Quốc sẽ phải đối mặt với không ít rủi ro. Họ sẽ tự cô lập mình khỏi thương mại và du lịch toàn cầu. Mặc dù quy mô thị trường nội địa Trung Quốc lớn và đang phát triển nhanh chóng, Trung Quốc vẫn có nguy cơ cạn kiệt nguồn vốn cần thiết và theo thời gian, họ sẽ phải chứng kiến chuỗi cung ứng toàn cầu chuyển hướng đến các nền kinh tế khác. Trong khi đó, giới chức Trung Quốc cũng cho biết họ sẽ không gắn bó mãi mãi với chiến lược không COVID, nhưng họ sẽ chỉ xem xét điều chỉnh khi cách tiếp cận này không thể duy trì hoặc chi phí quá cao. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.